Chào chị em và các bạn, hôm nay Bếp Gỗ Hoa xin được chia sẻ với chị em và các bạn cách làm món bánh trứng cuộn giòn. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị gồm có 80g bột mì, 2 quả trứng gà, bơ và 40g đường. Có thể dùng đường trắng, đường vàng đều được nha các bạn. Nào bây giờ chúng mình cùng vào bếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ đập trứng vào trong ông. Bây giờ mình sẽ cho vào trong ô trứng là 40g đường và 40g bơ. Bơ ở đây thì chúng ta sẽ cần phải đun nó chảy ra như thế này nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng phối lỏng hoặc máy đánh trứng để chúng ta đánh đều cái hỗn hợp này lên nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng máy đánh trứng. Chúng ta sẽ đánh hỗn hợp này đều lên. Chúng ta cho nó tan hết đường ra thì sẽ lại cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp vào trong cái hỗn hợp này là 80g bột mì. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây để chúng ta dây bột mì vào đây nha các bạn. Vậy là chúng ta đã dây xong được toàn bộ bột mì vào trong hỗn hợp rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng máy đánh trứng. Nếu mà các bạn không có máy đánh trứng, các bạn dùng phới lỏng thì các bạn đánh tay sẽ hơi mất công hơn một chút. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng máy đánh trứng để trộn đều cái hỗn hợp này lên nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra hỗn hợp dẻo sánh mịn như thế này là đạt nha các bạn. Chúng ta sẽ cho hỗn hợp này vào trong túi bắt kem nha. Hôm nay mình hết túi bắt kem rồi, đi mình sẽ cho vào trong cái túi mì tôm nha các bạn. Túi mì tôm nó rất là dày và nó dai thì chúng ta cho kem vào đây chúng ta bắt cũng rất là ok nha. Mình đã cho được hỗn hợp bột vào trong túi rồi. Bây giờ thì túi nó đóng đầu lại. Mình sẽ cắt một cái lỗ thủng bé ở cái dưới đây nhé. Mình sẽ chuẩn bị một cái chảo chống dính mình đặt trên bếp và mình đun để cho chảo nó nóng dài nhé các bạn. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách hơ tay phía trên để mặt chảo chúng ta thấy khá là nóng ấy. Thì làm được nhé các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng mũi kéo và chúng ta cắt một cái lỗ tròn nhỏ ở trên đây nha. Bây giờ thì mình sẽ bơm cái hộ bột bánh này vào trong chảo nha các bạn. Chúng ta sẽ cho một ít, chúng ta xem thế nào. Kiểm tra xem chảo đã đạt chưa. Dọc chảo đi các bạn, đây chúng ta thử tẹo bột lên trên chảo, chúng ta thấy dọc chảo như thế này thì chứng tỏ chảo của chúng ta đã đạt đấy nhá, có thể làm bánh được rồi. Chúng ta sẽ xem cái bề mặt này là nó hơi khô khô đó, như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu lật. Chúng ta xem nó dốc chưa, bề mặt bánh hơi khô, chúng ta sẽ hạ nhiệt đường nhé. Khi mà
bánh được thì nó sẽ rất là dốc chả các bạn ạ. Nó sẽ đặt vào cuộn tròn lại. Nó khá là nóng các bạn. Chúng ta nên cuộn tròn ngay trên bề mặt chả như này nhé các bạn nhé. Chứ nếu mà chúng ta bỏ ra ngoài thì khi đấy bánh nó nguội nó sẽ rất là khó cuộn. Rồi, vậy là chúng ta đã xong chiếc đầu tiên rồi này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy với những chiếc còn lại nhé. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy cho tới khi hết bột nha các bạn. Mình đã làm xong bánh rồi này. Nhìn ngon không? Tên tên, bây giờ chúng ta sẽ xếp bánh vào trong nồi chiên không dầu nha các bạn. Nồi đã xong rồi này các bạn, bây giờ thì mình sẽ cho ra đĩa để cho nó nguội nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh trứng cuộn dầu rồi này các bạn. Bánh vàng ruộng. Nhìn từng cái cuộn như thế này nhìn rất là lạ mắt luôn. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử nhá. Mời các bạn nhé. Bánh giòn rụm luôn các bạn ạ. Rất là thơm mùi bơ, trứng sữa. Rất là ngon. Mình nghĩ là cái món này ai cũng thích luôn. Nhà cuối tuần thì mình cũng hay thường làm cho các bé nhà mình ăn và cả gia đình cùng thưởng thức nữa. Mọi người đều rất là thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn cũng thành công với món bánh trứng cuộn giòn như mình đã chia sẻ nha.